Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên ngọt ngào. Tình Ngài yêu con, ôi mặn nồng tình Chúa mỹ miều. Tình Ngài yêu con làm sao đến đáp cho con. Ôi tình yêu Chúa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em ngày hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ Philippe và Jacobe. Chúng ta nguyện xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, và với ngày hôm nay cũng chính là ngày tôi đã nhận chức vụ linh mục. Vâng, có thể nói rằng có lẽ với các cha trong những ngày tổ chức mừng lễ linh mục, các ngài mặc áo vàng, mặc áo trắng, mặc áo kim tuyến. Còn với tôi lại là một chiếc áo đỏ. Vâng, kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phao Lô. Vâng, xin cho tất cả mọi người chúng ta hợp ý với tôi cầu nguyện. Xin tạ ơn Thiên Chúa với 49 năm linh mục. Một bước đường có thể nói rằng cũng đã khá dài. Xin tạ ơn Chúa tất cả những gì Chúa đã ban cho, tất cả những gì Chúa đã gìn giữ, và tất cả những gì Chúa đã dẫn dắt để tôi bước đi trên hành trình linh mục của tôi. Và với thánh lễ này, tôi cũng không quên xin Chúa trả ơn cho tất cả những con người đã giúp đỡ con trên bước đường con tiến tới chức linh mục, và trong thời gian con thực hiện chức vụ linh mục trong cuộc đời linh mục của con. Vâng, Chúa đã dạy rằng một chén nước lã Chúa cũng không quên, Chúa cũng ban thưởng. Vâng, xin Chúa trả công cho tất cả những người đã giúp đỡ con trên bước đường linh mục của con. Và trong tình lễ này, chúng ta cùng dâng lễ theo ý chỉ những người xin, đó là một người xin hợp ý mừng 49 năm tiền chức linh mục của tôi. Những người các cùng xin lễ là tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn cả Giuse, Sente, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho những nguồn Phaolô, những nguồn Anton, những nguồn Teresa, những nguồn Maria, bà Nguyễn Thị Thanh. Linh hồn Maria, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga. Linh hồn Teresa, bà Chu Thị Thúy, các linh hồn gia tiên, các linh hồn nội ngoại, các linh hồn qua đời trong cơn đại dịch, và cầu cho các linh hồn. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn các tông đồ để làm cho các ngài trở nên nhân chứng của tin mừng phục sinh. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, linh mục tưởng phẩm đời đời, Chúa hằng chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, cho ban cho hội thánh cử tác vụ linh mục để tiếp tục sứ mạng của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, hàng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thanh nguyện giúp mà cho chúng con biết thông phần và cuộc khổ nạn và cuộc sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Lạy Cha Chí Thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ hội thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghĩ vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Như thế con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chia sẻ tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Ba-na-ba nói với các người Do Thái rằng phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Vả lại, Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì theo tin theo,
nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Đó là lời Chúa. Yeah.
Chúa cùng anh chị em. Và ơn cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Đức Giêsu nói với ông Tôma, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy. Chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, vâng, chúng ta thấy các tông đồ là những con người đã được chọn gọi để các ông sống bên cạnh Chúa, được nghe những lời giải thích của Chúa và đón nhận những giáo huấn của Chúa, để rồi chính các ông cũng tham phần vào trong những công việc của Chúa khi Chúa còn sống ở trần gian. Và sau khi Chúa về trời, Chúa vẫn đồng hành với các môn đệ bằng cách ban Thánh Thần, để các tông đồ vẫn là những con người làm chứng về Chúa, làm chứng về tin mừng phục sinh. Vâng, thưa anh chị em, cuộc sống của các linh mục cũng vậy thôi. Đó là những con người được chọn gọi để rồi được biết về Chúa, để yêu mến Chúa và rao giảng về Chúa, nói về Chúa. Rằng đây là một cái bước đường mà có thể nói được rằng mỗi linh mục khi nhìn lại cái quá trình cuộc đời của mình sẽ cảm nghiệm được rằng đích thực Chúa đã chọn, đích thực Chúa đã gọi, và hãy sống trọn với con đường mà Chúa đã chọn gọi đó. Vâng, thưa anh chị em, một cái điều suy nghĩ rất đơn giản, đó là chủng viện Phát Diệm nằm ngay ở giữa, ở giáo xứ Phát Diệm. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều xin thi vào trong cái chủng viện đó, mà là những con người ở phương trời xa đến để ghi tên, để rồi được chọn gọi vào trong nơi ấy. Vâng, rồi với tôi khi vào chủng viện ở Bắc Ninh Thủ Đức cũng vậy. Bên cạnh đó là xứ Tử Đức. Thế nhưng biết bao nhiêu con người ở xứ Tử Đức sao lại không vào chủng viện, mà lại những con người từ bên Cát Lái hay là Hố Nai hay là ở phương trời này phương trời khác tụ về đó để xin, để được làm chủng sinh, để được đi thi, để vào chủng viện. Vâng, có thể nói rằng đấy là một cái điều mà không ai có thể hiểu được. Ngay chính bản thân tôi, anh tôi, kế tôi thì cũng đã đi tu. Thế rồi tôi nghĩ rằng khi tôi học xong tiểu học thì cũng bước vào cái nơi mà anh tôi đang đi tu. Thế nhưng anh tôi bảo tôi rằng hai anh em mà tu ở một nơi không tốt, anh tôi không muốn tôi vào đó. Và dĩ nhiên không muốn vào đó thì đi đâu đây?
bà cố giao cho ông cố ở hãy lo cho tôi, và ông cố chọn một cái trường ở trung học để tôi đi vào học ở nơi đó. Khi vào học ở nơi đó được một tháng thì thầy giáo đi tĩnh tâm trở về. Thầy giáo xứ hỏi rằng: này Quyết, mày có đi tu không? Ở dưới Thủ Đức người ta đang là nhận chủng sinh đấy, nên cha xứ xin giấy để rồi xuống đó mà nộp đơn. Vâng, tôi chẳng biết nơi ấy là nơi nào. Đương nhiên lên xin cha xứ giáo giấy giới thiệu và rồi đi xuống để nộp đơn. Ở nơi đó là 100 em xin thi vào. Tôi là con số 99 và thêm một em nữa sau tôi, đó là 100. Và năm ấy chủng viện lấy 40 chủng sinh. Tôi hoàn toàn xa lạ với một cái nơi mới đến, hoàn toàn xa lạ với những con người mà tôi cùng gặp gỡ, không biết gì cả. Thi viết xong rồi, đến phần oral, tức là khi khảo miệng, thấy những người khác dặn dò cháu chắt hay em con em của họ, bảo rằng: này, nếu vào người ta hỏi vô tủy vô chung nghĩa là làm sao thì cứ nói rằng không có trước, không có sau. Tôi cũng chẳng biết vô thủy vô chung là thế nào, tôi cũng chẳng biết không có trước, không có sau là ra sao. Thế nhưng mà vào thì cha giáo lại hỏi câu hỏi ấy, và tôi thì cũng cứ như vậy mà nói thôi, không có trước, không có sau, mình cũng chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng mà cứ nói như thế. Và dĩ nhiên tôi đã là một chủng sinh ở trong chủng viện Bắc Ninh. Vâng, 4 năm sau, vì đó là bắt đầu tập hợp lại các chủng viện di cư, và chính vì vậy tôi được giao về bên chủng viện của Hà Nội học ở đó 2 năm và cuối cùng trở về chủng viện Phát Diệm ở chính xứ Phát Diệm học 1 năm cuối cùng, đó là lớp 12, để rồi sau đó bước vào ở trong Đại Chủng Viện Sài Gòn. Vâng, có thể nói rằng đấy là cái quá trình của tôi bước đi. Một cái bước đường hoàn toàn khi mình bắt đầu làm chủng sinh thì cứ thế mà bước thôi. Cứ học rồi nghỉ hè, hè xong thì lại tiếp tục đi học. Và tiếp tục như thế trong cái cuộc đời cho đến chức vụ linh mục. Trước khi chịu chức linh mục, rằng tôi hỏi ông cố một lần cuối cùng: bố thấy sao? Con có nên tiếp tục bước lên trong chức vụ linh mục hay không? Ông cố bảo rằng: con hãy bước. Và tôi an tâm, tôi bước đi. Còn dĩ nhiên ở trong quá trình của mình làm thầy thì với cha Linh Hướng, tôi hỏi rằng với cha thì cha nhận xét thế nào? Cha bảo rằng cứ hãy ra khơi. Cuộc đời của linh mục là như vậy, là một bước đường đón nhận và hãy đưa thuyền ra khơi, có thế thôi. Còn nó đi đâu và nó thế nào, đó là một cái điều hoàn toàn hãy phó thác cho Chúa. Và cũng chính vì vậy, cái câu khẩu hiệu để tôi chọn trong chức vụ linh mục của tôi, đó là: con chọn tất cả những gì Chúa muốn. Vâng, đây là câu của Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Vâng, tôi hiểu rằng một cách tốt nhất và một cách an bình nhất, nó là gieo mình cho Chúa. Và con chọn tất cả những gì Chúa muốn, những gì xảy ra trong cuộc đời của con, đó là con hiểu được Chúa muốn gọi con và Chúa muốn con bước đi. Và chính vì vậy tôi vẫn cảm thấy an bình, và cho cả đến giờ phút này đây cũng vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm.
thì tôi vẫn tin rằng Chúa vẫn dẫn dắt tôi, vẫn bước tôi, vẫn giúp tôi trên bước đường bước tới. Và chính vì vậy, cái câu khẩu hiệu đó cũng chính là một cái điều có thể nói làm cho tôi an tâm, để làm cho tôi vững bước. Và một khi mình đã bước theo Chúa và có Chúa ở cùng thì chẳng có gì để rồi phải lo lắng, chẳng có gì để mà sợ hãi, vì có Chúa ở bên. Vâng, với chiếc áo chịu chức linh mục, một người bạn của tôi nói rằng: Này Quyết, ngày chịu chức linh mục mà mặc cái áo đỏ thì cũng đẹp đấy. Vâng, một cái gợi ý, và có lẽ cũng với một cái tính dễ đón nhận, cho nên tôi đã chọn chịu chức linh mục vào ngày kính hai thánh Philippe và Giacobbe tông đồ. Vâng, có thể nói được đấy là màu áo đỏ, màu của các thánh tông đồ đã hiến thân cho Chúa. Vâng, nhờ lời cầu bầu của thánh Philippe và Giacobbe, đấy là một cái điều tôi tin tưởng trên hành trình linh mục của tôi. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho tôi. Vâng, với các ngài đã là những con người hiến thân, đó là những con người chứng nhân của Chúa, chứng nhân cho tin mừng phục sinh và chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho tôi, để cho tôi tiếp tục bước đi trên bước đường mà Chúa đã chọn gọi. Vâng, con chọn tất cả những gì Chúa muốn. Amen. Anh chị em thân mến, từ thuở đời đời Chúa đã yêu thương chúng ta. Người đã tuyển chọn một số người lãnh nhận chức vụ linh mục để giảng dạy và hướng dẫn dân Chúa trên con đường lữ tứ trần gian mưu cầu phần rỗi. Với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập chức linh mục để các ngài tiếp tục công việc Chúa đã làm để cứu rỗi thế gian. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương chọn cha Barnabê vào hàng ngũ linh mục và đã nâng đỡ, che chở, gìn giữ để ngài chu toàn phận sự Chúa ủy thác trao phó. Xin Chúa tiếp tục ban ơn phù trợ để ngài vượt thắng mọi thử thách cam go trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, linh mục là những cộng sự viên đã được Chúa ưu tiên tuyển chọn và trao cho sứ mạng cứu độ. Trách nhiệm của các ngài là rao giảng lời Chúa, ban phát các bí tích và dâng lễ tạ ơn. Nhờ được thánh hiến, các ngài trở nên tư tế thừa tác là mục tử và thủ lãnh cộng đoàn. Xin Chúa đổ tràn đầy hồng ân cho các linh mục, cách riêng cho cha xứ chúng con nhân dịp kỷ niệm 49 năm thủ phong linh mục. Xin cho ngài được ơn khôn ngoan, thánh đức và đầy đủ nghị lực để phục vụ dân Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con nhận thức rằng linh mục được nâng lên hàng khanh tướng, nhưng linh mục vẫn là con người với tất cả những phức tạp về thể lý, vẫn yếu đuối mỏng giòn. Xin Chúa bao bọc các linh mục bằng môi trường ơn thánh. Xin cho các tín hữu chúng con biết cảm thông hơn là đòi hỏi, nâng đỡ hơn là bình phẩm, yêu mến các linh mục và gắn bó cộng tác với các ngài trong sứ mạng tông đồ truyền giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời
Lạy Chúa, để uy quyền Chúa được vinh quang, Chúa đã đặt con một của Chúa làm linh mục thượng phẩm đời đời và đã thương chọn con làm linh mục thừa tác để ban phát các mầu nhiệm thánh. Xin cho con luôn trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận, tận tụy hy sinh quên mình phục vụ đoàn chiên để xứng đáng với tuyên chức Chúa đã trao ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhận của lễ chúng con dâng để mừng ha lễ hai thánh Philippe và Jacobê tông đồ. Xin cùng cho chúng con một tâm lòng đạo đức tin tuyền và không tỳ ô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chúng đang phải đạo và đem lại ơn cô độ cho chúng con. Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các thánh tông đồ Chúa luôn che chở giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn. Nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân danh con Chúa coi sóc đoàn chiên. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bế thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh oanh của lễ này trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tường viện nộp mình chịu khổ hình, được cầm đánh bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá là sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thống phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, được kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần. Trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những người chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp cho con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc của ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nghi Chúa, Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa ngự cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đời chiên Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, phụ trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
tượng trưng những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi con thành người, rời gót chân cha con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao con ôm trọn cả những thương đau. Vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, xin cho của ăn thanh chúng con vừa lãnh nhận thanh tẩy tâm hồn chúng con, để cùng với hai thanh Philippe và Jacobê tông đồ chúng con được chiêm ngưỡng Chúa trong Đức Kitô con Chúa, và xứng đáng hưởng sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời cha an tọa. Kính mời quý cộng đoàn an tọa. Giờ đây xin mời ông chủ tịch hội đồng giáo xứ lên có những đôi lời để chúc mừng cha trong ngày lễ đặc biệt này. Xin mời ông. Kính thưa cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng con đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thăng Long xin phép được thay mặt cộng đoàn gửi đến cha lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày kỷ niệm 49 năm linh mục của cha xứ. Kính thưa cha, cội nguồn của ơn gọi là một huyền nhiệm. Trong hành trình ơn gọi 49 năm làm mục tử chăn dắt các đàn chiên, Ngài luôn đồng hành, dấn thân, chia sẻ trọn vẹn cho đàn chiên, để đàn chiên được sống dồi dào. Qua hành trình của ơn gọi đó, đã có gần 23 năm coi sóc xứ đảo Thăng Long. Chắc hẳn cộng đoàn dân Chúa cũng nhận nơi cha
lòng đạo đức thánh thiện, sức làm việc kiên trì bền bỉ trong công tác mục vụ, trong công việc quản sứ. Ngài có tầm nhìn xa và hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực đạo đời. Những thành quả mà Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thăng Long được thừa hưởng là Ngài xây dựng một nền tảng đạo đức siêu nhiên, nhân bản cho người giáo dân, thiết lập linh hướng cho các đoàn thể công giáo tiến hành, ban các bí tích từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành, chăm sóc mục vụ cho người yếu đau bệnh hoạn lúc lâm chung, và nhất là Cộng đoàn Dân Chúa hằng ngày được tham dự kín múc tiệc thánh thể và tiệc lời Chúa. Ngoài ra, các công trình xây dựng được hoàn thiện như nhà giáo lý, nhà sứ, hệ thống thang máy để giúp người già, người khuyết tật lên xuống nhà thờ cách dễ dàng. Nhất là thánh lễ an táng, linh cữu người quá cố được di chuyển đến gần cung thánh để được cộng đoàn cùng cầu nguyện. Nơi nhà chờ phục sinh, các kệ đề cốt được làm thêm và nới rộng để đáp ứng cho nhu cầu giáo dân qua đời. Thay đổi hệ thống âm thanh, lắp đặt 6 màn hình để cộng đoàn giáo dân tham dự thánh lễ tích cực sốt sắng. Thay đổi sửa chữa làm mới mái tôn nhà thờ đã bị hư hỏng, làm lại mái trần cho xứng hợp, tôn tạo bức phủ điêu nhà chầu dựa theo kinh thánh, và nhất là xây dựng mới ngôi thánh đường đền thánh Vicente, hướng đến tương lai xa có thể trở thành sứ đạo cho giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, sở dĩ con muốn nói lên tất cả những công việc này để nói lên lòng tận tụy, hy sinh bền bỉ, phục vụ quên mình của một mục tử trong suốt những thời gian dài được giáo phận Sài Gòn sai ngài về quản sứ. Hôm nay mừng kỷ niệm 49 năm ngày Hồng Phúc, thay mặt cho Cộng đoàn Dân Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha thêm nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan thánh đức, lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và dấn thân phục vụ cộng đoàn. Để thay lời kết, con xin mượn lời thơ của nữ tu Bích Ngọc để dâng lên Cha, tựa đề là Linh Mục Hy Tế. Ôi linh mục người là tư tế, là bàn thờ của lễ dâng Cha. Người là tấm bánh bẻ ra, trao ban sự sống gần xa muôn người. Chân đĩa thánh cuộc đời linh mục, dâng lên Cha cơ cực gian truân. Vì dân con Chúa thông phần, hy sinh thập giá hồng ân cứu đời. Khi linh mục tuyên lời truyền phép, bánh rượu nên Thiên Chúa ẩn thân, lời người xá giải tội nhân, lương tâm tẩy sạch, phúc ân sáng ngời, cho đến khi cuộc đời xế bóng, vẫn một niềm khát vọng trao ban, tình yêu hạnh phúc bình an, thân con sẽ vụt hân hoan cho đời, cái chết đẹp khung trời nhiệm lạ. Suốt một đời tác giả tín chung, xác tân hiến lễ cuối cùng, dâng Cha chí thánh ngàn trùng cao quang. Ôi linh mục cao sang thánh chức, hồn tống đồ nguyện ước đời con, không là thành quả vàng son, mà là thánh nghĩ vuông tròn Chúa ơi. Sau đây một em bé đại diện cho cộng đoàn dâng lên Cha bó hoa tươi để tỏ lòng kính mến tri ân. Xin cảm ơn ông chủ tịch đại diện hội đồng giáo xứ
Lợi nhận giáo xứ chúc mừng tôi trong cái ngày kỷ niệm 49 năm linh mục. Thật sự ra thì tôi đến đây và làm những gì, đó là những chuyện phải làm thôi. Tôi chẳng tài giỏi gì cả so với các cha khác. Các cha còn làm lớn lao hơn nhiều. Khi nghe mong manh thì tôi chưa nhận được bài sai. Thì nói rằng tôi về xứ Thăng Long, một cha bảo tôi rằng cha về đó là phải xây nhà xứ. Vâng, vì cha đã từng ở giáo xứ Thăng Long. Cha biết rất rõ cái nhà xứ Thăng Long nó như thế nào. Khi mà trời mưa, mưa như thế này là đi xuống là cởi quần áo ra và tát nước. Cái sàn của nhà xứ là sàn gỗ. Chính vì sàn gỗ, mưa tạt phía đằng sau, nó chảy vào cái sàn. Và cứ thế mà nước nó chảy không bất cứ chỗ nào. Nếu là mái tôn lổm thì mình có thể để cái thau để mình hứng. Nhưng mà nó chảy trên cái sàn gỗ, nó muốn chảy chỗ nào nó chảy thôi. Anh chị em không thấy tôi nói gì phải không ạ? Vâng. Thì bây giờ thì tôi nói. Dĩ nhiên tôi cũng hiểu, không phải mình thôi, các cha trước cũng đã từng ở. Và tôi rất ngạc nhiên các cha chịu đựng được, cũng hay, rất hay. Nhưng các cha cũng không nói gì. Tôi chỉ biết rằng trong cái bản báo cáo thường niên thì cha Tôn Mai Đức Huy đề nghị với Đức Tổng Giám Mục làm cha xứ thì 10 năm thôi rồi xin thay đổi. Tức là cha ấy muốn đi, cha ấy xin được đổi đi. Ở đây thì chắc là lần đầu tiên tôi nói về cha An Tôn Mai Đức Huy. Rồi thì về, đấy là chuyện nhà xứ. Thì tôi trả lời cha ấy bảo rằng thôi thì cứ về rồi thì đến đâu thì tính đến đó. Không biết nói làm sao giờ. Bề trên gửi giấy là phải đi, không đi thì vào nhà hưu. Đời linh mục là như vậy, bất tuân thì đi nghỉ. Vì vậy anh chị em mới hiểu rằng con chọn tất cả những gì Chúa muốn. Vâng, đời linh mục là như thế. Bài sai gửi đến thì đón nhận và bước đi. Thế thôi. Bước đến đây, dân ở xứ cũ họ đến, họ bảo cha ơi, đằng trước đằng sau toang hoác thế này, cha ở làm sao ở cha? Biết nói thế nào? Thôi thì cha trước ở được thì mình cũng ở được, thế thôi. Chuyện đến đâu thì hay đến đó. Rồi thì nhà thờ anh chị em rồi, hiểu rồi. Người thì bảo rằng cái trần nó muốn rơi cha ạ. Đang lễ như thế này mà nước nó đổ xuống, leo lên mái tôn chẳng biết chỗ nào mà mò cả. Đương nhiên là hiểu là đời cha An Tôn Mai Đức Huy cũng đã kẹp những cái miếng tôn, miếng thiếc để mà giải quyết. Cha nghĩ rằng nó ở chỗ này chứ ở chỗ kia. Thế nhưng mà không phải. Chính vì cái mái tôn nó nứt ở theo cái đường ép tôn xuống. Và vấn đề khi mà tôi làm mái nhà cái mái tôn này thì mới hiểu được. Tôi hỏi ở cái nơi bán tôn, tôi bảo rằng giáo dân họ muốn rằng cái tôn phải là 7 gem cơ. Họ nói là cha ơi, 7 gem làm sao mà làm được, ép xuống một cái là nó gãy, ép xuống là gãy. Và đúng là vì gãy cho nên là nó chạy theo cái đường dọc cái vệt gãy, không sửa được. Thưa anh chị em,
Vâng, và vì vậy họ bảo tối đa là 5 gem thôi cha ạ. 7 gem là người ta làm mui xe, chứ không phải ta lợp nhà. Vâng, thế tôi anh chị em muốn là 7 gem thì tôi cũng trình bày với bên hãng tôn. Thế nhưng mà họ bảo không làm được, không làm được. 7 gem là chỉ làm mui xe thôi, chứ không phải là để lợp mái. Vâng, có lẽ là giáo sư Thăng Long thì bao giờ muốn cái gì tốt nhất. Thì tôi cũng đạo đạt như vậy. Thế nhưng mà người ta bảo kỹ thuật không thể làm được. Vâng. Đấy thì thật sự ra thì anh chị em hiểu rồi. Tất cả những chuyện nó thúc đẩy tôi phải làm. Không chọn con đường nào khác. Mình cứ phải đẩy, mình phải bước đi. Dù trong túi không có tiền. Nói anh chị em rất ngạc nhiên. Tôi trả lời như vậy, tôi không có tiền. Nhưng mà rồi thì chuyện, mọi chuyện đâu nó cũng vào đấy cả. Nó cũng xuôi kể cả. Vâng, xin tạ ơn Chúa. Bên đền thánh Vicente, Đức Hồng Y bảo tôi, tôi không muốn cha xây. Cha tôi không buộc buộc cha xây. Và biết đâu cha khác đến sẽ làm to hơn. Tôi không biết được, hình như Đức Hồng Y muốn đưa tôi đi chỗ nào tôi không biết. Nhưng tôi trả lời Đức Hồng Y rằng, dạ thưa Đức Hồng Y, con không rõ cha nào giỏi hơn con thì con không biết. Thế nhưng mà cái đền thánh Vinh Sơn không thể xây to hơn được nữa, vì xung quanh nó là đường rồi ạ. Không biết anh chị em thấy sao? Không biết cha nào còn về sau này thì cha nào có giỏi thì cứ xây to hơn nữa, thì cứ xây lấn đường ra mà xây. Còn tôi thì tôi làm hết sức không thì cha nào giỏi thì cũng là cái điều may. Cũng như xứ Thăng Long này, mà cha nào về sau này chắc chắn là một ngày nào đó thì tôi cũng phải rời thôi. Với đó là điều chắc chắn. Còn ngày nào thì tôi nói rồi, tôi còn chọn tất cả những gì Chúa muốn. Tôi không thể nói được. Ngày nào rời khỏi xứ Thăng Long tôi không thể nói. Cái đó là cái chuyện Chúa muốn đến đâu thì tôi đi đến đó. Tôi không xin đi, tôi cũng xin không xin ở lại. Mà Chúa muốn con thế nào thì con chọn tất cả những gì Chúa muốn. Vâng, có thể nói rằng, tôi nói một lần nữa, tôi không tài giỏi gì hơn ai cả. Tôi chẳng kể công gì với ai hết. Mà là những chuyện tôi phải làm, và là những chuyện bắt buộc phải làm. Xin hé mở cho anh chị em, trong một buổi họp, cha Danh, cựu sứ Tân Phước, nói với cha hạt trưởng, cha nói đi. Tôi không biết là cha nói gì. Cha hạt trưởng bảo giao cái đền thánh cho cha Danh. Tôi đồng ý. Lên Đức Tổng Giám Mục, lúc bây giờ là Đức Hồng Y. Tôi đề nghị Đức Hồng Y trao cho cha Danh, trao cha xứ Tân Phước. Thế nhưng mà rồi cuối cùng tôi không biết sao, Đức Hồng Y bảo rằng xứ Tân Phước và xứ Thăng Long, cái nhà thờ đền thánh nó cách xứ Thăng Long 500 mét, và có thể nói cách xứ Tân Phước cũng khoảng đó, cho nên Đức Hồng Y không có ý cho nó độc lập. Và chính vì vậy tôi vẫn phải kiểm nghiệm. Và đấy là cái điều cha Danh không biết nói với Đức Hồng Y thế nào. Cho nên cuối cùng thì vẫn là tôi phải kiêm nhiệm và tôi thực hiện thế thôi. Biết sao bây giờ, chuyện thì ai nhận được thì tôi cũng trao thôi. Thôi thì cha nào giỏi thì làm đi, chứ không phải tôi vơ vào mình. Tôi không vơ đâu. Vơ vào ta kêu là nó
rậm lưng thôi, làm chi rậm bụng mà. Cha khác làm được thì hay hơn, thì mình để cho cha khác làm. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi không biết cha Danh nói thế nào với Đức Hồng Y ra sao, tôi không rõ. Cuối cùng thì tôi vẫn là con người phải đảm nhiệm. Vâng, thôi một lần nữa, 49 năm linh mục, một chặng đường đã bước đi. Và tất cả những gì đã thực hiện, những gì đã làm, tôi cảm thấy rằng rất là bình an. Vì con chọn tất cả những gì Chúa muốn. Vâng, tôi cái đó là con đường của tôi là như vậy. Con chọn tất cả những gì Chúa muốn, những gì đã qua, những gì đang có và những gì tương lai, con xin phó dâng cho Chúa tất cả. Chúa muốn sao, con đón nhận tất cả. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Cảm ơn. Chúng ta đứng lên nhận phước lành cuối ngày. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa đã cho anh chị em đứng vững trên nền tảng các tông đồ vì công vụ vinh hiển của các thanh tông đồ Philippe và Jacobe. Xin Chúa đoái tương ban phục lành cho anh chị em. Thiên Chúa đã muôn ban tặng cho anh chị em bằng chứng và gương sáng của các thanh tông đồ vì sự phù trợ của các ngài. Xin Chúa làm cho anh chị em nên chứng nhân chân lý cho mọi người. Anh chị em đã được vững vàng trong đức tin nhờ giáo lý của các thanh tông đồ vì lời truyền cầu của các ngài. Xin Chúa cho anh chị em có thể được hưởng gia nghiệp nơi quê hương muôn đời. Và xin phục lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em, ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lệ xong chúc anh chị em đi bình an. Con xin kính mời cha lưu lại để chụp hình lưu niệm với hội đồng phục vụ cũng như các đoàn thể. Xin mời cha.